Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người vào xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được chiếc sản phẩm của chiếc Wico. Wico thì con này thì là gì nhỉ? Đây là dòng Wico gì thì mình cũng không rõ cho lắm. Này vừa mới thâu lại của khách xong. Con Wico này thì mình đây. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Con này là con Wico đây. Wico Cine 3. Đấy, con này là Wico Cine 3. Con Wico Cine 3 này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 500k nhé các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 500k. Đấy. Các bạn thay một con máy phụ đen trắng nghe gọi cũng rất là ok nhé. Đấy, các bạn làm thay một máy cù gạch cũng rất là ok này. 500k con Wico này các bạn nhé. Sony 3 này 500k các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được ba cây gì nhỉ? A8 2016 đấy ạ. Ba cây A8 2016 các bạn nhé. Buổi tối nay mình về được ba cây. Đấy. Ba cây A8 2016 và sản phẩm Samsung A8 2016 này, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản Hàn một SIM nhé. Ba cây này của nhà mình là bản Hàn một SIM. Máy thì là ngoại hình thì máy đẹp 90/90%. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 5.5 inch nhé. Màn hình của nó là 5.5 inch, nhưng mà được cái là trang bị có màn hình con này là màn hình AMOLED nhé. AMOLED cho hình thành hiện thị hình ảnh rất tuyệt vời luôn. Đây, tình trạng là máy chỉ bị ám hồng thôi các bạn nhé. Con này thì ám hồng một chút. Con này thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết cho các bạn là 900k các bạn nhé. Con A8 2016 này thì con này màn hình ám hồng. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 900k. Đấy, thanh lý các bạn giá lợn chết nhé. Nói chung là các bạn dùng những sản phẩm này thôi, nó thật quá gọn, quá sướng, quá tuyệt vời luôn. Bạn nào không nhìn muốn nhìn thì ám, các bạn có thể là vào hình đen này được. Đây các bạn vào có thể là màn hình này. Các bạn đặt màn hình tối cũng được nhá. Đấy. Chỉ ám hồng thôi, mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k. Đấy, rẻ hơn cả giá màn hình nhá. Các bạn đi thay màn hình con này cũng mất tầm 1,5 triệu cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ bán cho bạn giá 900k thôi, rất là rẻ. Đấy, nói chung là RAM 3GB của Samsung thật với các bạn. Không nói chung là với mức tầm giá khác, RAM 3 khác thì Oppo không bao giờ bằng được. Đấy. Nói chung là RAM 3 của Samsung các bạn dùng tuyệt vời, 900k các bạn nhá. Rất nhiều thì cũng rất rẻ. Đây và con thứ hai. Đây. Đây con này thứ hai, con này chỉ lưu trữ thôi. Lưu trữ vừa vừa thôi. Đấy, con này để lưu trữ vừa vừa thôi. Đây ngoại hình cũng 90/90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,2 triệu nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,2 triệu này. Đây, 1,2 triệu nhé các bạn nhá. Và con này, đây. Này, con này nó chỉ lưu kiểu các cái ô vuông này thôi. Đấy, ô vuông icon thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,1 triệu nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,1 triệu các bạn nhé. Đấy. 1,1 triệu con A8 2016 đấy các bạn dùng làm máy phụ nghe gọi rất ok luôn. Đấy. Mà màn hình to các bạn mua về cho các em nhỏ xem phim nghe nhạc rất là ok. Đấy. Nói chung là các sản phẩm cái đoạn này các bạn chỉ có đập máy bị hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít, các bạn yên tâm nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung đấy, A8 2016 có hỗ trợ cái đồng hồ rất là tuyệt vời này. Thì các bạn nhận hàng sớm nhất này. Một, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại này là 0966221789 và 0833221789 các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán, và ở xa bên mình có ship, và hình thức mua hàng ở xa các bạn cọc cho mình phí ship 50k và 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ fry ship các bạn, còn các bạn nào mà chuyển khoản sau thì các bạn phải cọc cho mình phí ship nhé các bạn nhé. Bên mình thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, và sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi một tuần và coi như là bảo hành là 6 tháng, nên là các bạn yên tâm sử dụng. Đấy. Ở xa thì bên mình có ship nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về con này là con Samsung S8 này, S8 màu đen. Đấy, S8 màu đen thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Đấy. S8 màu đen đây. Ngoại hình con S8 màu đen này, con này ngoại hình con này thì con máy còn 90/90%. Con S8 màu đen này thì là bản Hàn nhé. Con này nhà mình là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đấy. Con này của nhà mình là bản Hàn này. Đấy. Đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng.
cấu hình con S8 này là RAM 4GB. Đấy, RAM con này là RAM 4GB nhá. Đây. RAM con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Các bạn, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. S8 màn hình của nó là tràn viền. Màn hình con này là tràn viền, màn hình tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đây, cho hình ảnh rất là sắc nét. Và con S8 này thì là màn hình đẹp, màn hình đẹp nhé. Màn hình con này thì sáng đẹp này. Đấy, màn hình sáng đẹp nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Con S8 màu đen bóng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.500.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Nokia 2.1. Nokia 2.1 này thì đây. Nokia 2.1 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900.000 nhé. Con Nokia 2.1 này cho các bạn là dành sản phẩm là Nokia. Nokia 2.1 là 900.000 cho các bạn nhá. Màn hình to bự này. Đấy, Nokia 2.1 900.000 các bạn nhá. Rất là rẻ ạ. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây. A8 2018. A8 2018 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì là hai cây này của nhà mình đều là bản Hàn một SIM. Cấu hình con A8 2018 ấy thì con này là cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này cũng là 5,6 inch. Con này màn hình của nó là màn hình Sumo AMOLED nhé, AMOLED. Màn hình của nó là Full HD cộng luôn, cho hình ảnh rất cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là Samsung hỗ trợ cái phông chữ cực kỳ to. Mình đánh giá cực kỳ là cao ở cái sản phẩm Samsung này các bạn nhé. Samsung hỗ trợ nói chung là người làm người tiêu dùng quá tuyệt vời luôn. Màn hình khóa cũng ok. Màn hình khóa thứ nhất là màn hình khóa và thứ hai là cái màn hình của nó. Đây, phông chữ thu phóng nó thích lắm. Đây. Đây các bạn gặp nhau nó rất là to nhá, mà các cái phông chữ nó cực kỳ đây. Rất nhiều đây, các bạn có thể phóng to rất là nhiều ấy. Các bạn phóng to đây. Phóng nhỏ, phóng to tùy các bạn đây, phóng nhỏ hết cỡ cũng được. Đây. Đấy, Samsung họ tối ưu cái phông chữ này cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, con Samsung A8 2018 này là con này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Máy con này là đẹp leng keng xà beng. Con này thì là màn hình đẹp nhá, không ám màu ấy, không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2.4 triệu các bạn nhá. Con A8 2018 màu xanh này bên mình đang bán cho bạn giá là 2.4 triệu này. Và con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.4 triệu thôi. Tình trạng là màn hình đẹp nhá, không ám ố gì. Đấy, màn hình đẹp không ám ố gì. Thì là con này thì gì nhỉ? Tình trạng của nó tất cả dùng bình thường, chỉ mỗi cái wifi nó bị mất wifi các bạn nhé. Đây, wifi nó bị mất, nó không tìm kiếm được wifi này. Đấy, tất cả máy chức năng tất cả dùng bình thường và chỉ bị mỗi cái mất không bật được wifi thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu các bạn nhé. Con A8 2018 này bản Hàn này mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.4 triệu. Ví dụ các bạn nào mà mua về để chạy đơn hay nổ Grab, các bạn mua những sản phẩm này về để dùng cũng được, ok nhé. Đấy, con này thì sẽ không dùng wifi, nó chỉ sử dụng được, các bạn dùng được 3G thôi các bạn nhé. Các bạn mua sim 3G 4G về để dùng được các bạn nhé. Đấy, con này máy màu đen này. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.4 triệu. Đấy, chỗ đây góc này thì hơi chảy tí thôi, chỗ góc này thì hơi chảy một tí thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì, chảy tí kính các bạn nhé. Chỗ này thì nó hơi chảy tí kính thôi nhá, nhưng không phải là chảy màn hình các bạn nhé. Chảy tí kính nhá, không phải chảy, không phải lỗi màn hình các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu này. Và con này sẽ là 2.4 triệu các bạn nhá. Đấy, các bạn làm không dùng wifi các bạn rẻ được nói chung là gần triệu bạc đấy. Đấy các bạn nhé. Đấy, rất nhiều. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Lot 5 này thì gì nhỉ? Lot 5 này thì mình sẽ thanh lý, con này thì màn hình đẹp nhá. Con Lot 5 này bản Mỹ nhá. Đấy. Con Lot 5 này thì bản Mỹ. Đây mình sẽ vào cái ứng dụng Mỹ mất rồi. Đây, con Lot 5 này là Lot bản Mỹ nhá. Đây. Con Lot 5 này là con Lot bản Mỹ. Con này là phiên bản của nó là gì nhỉ? Mình sẽ xem là bộ nhớ bao nhiêu GB. Con này là RAM của nó là RAM 4GB rồi. Bộ nhớ trong con này chắc là 32GB các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Lot 5 này thì là màn hình của nó là tràn viền 5,7 inch. Độ phân giải màn hình cũng nó là 2K các bạn nhé. Lot 5 thì có hỗ trợ cái bút này. Các bạn viết lách cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, bút Eiffel các bạn nhé. Thì là ngoại hình con này còn máy còn 90%, các bạn nhé. Con Lot 5 này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.4 triệu nhé. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này là 1.4 triệu. Tại sao là mình bán 1.4 triệu không? Tại vì nó bị liệt một ít cái cảm ứng này, cái phần cảm ứng của nó ấy.
nó chỉ bị liệt một tí ở dưới này thôi, một tí ở dãy dưới này. Nhưng các bạn nhắn tin thì không bị gì nhỉ, nhắn tin bình thường nhé, các bạn nhắn tin là bình thường, ABC bình thường, hay là cách cái kiểu bình thường, nó chỉ mất bị hàng tí tí dưới thôi đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng về các bạn về tin nhắn. Các bạn thèm vẫn nhắn tin bình thường các bạn nhé, chấm phải là mặt cười các kiểu, nói chung vẫn bình thường các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhé, con lót 5 này 1.400.000 các bạn nhé. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con gì nhỉ, hôm nay nhà mình về được là A5 2017 thì hôm nay nhà mình lại về được là ba cây này đi. A5 2017 này thì ba cây này cũng là mình là bản Hàn một sim nhá. Đấy, A5 2017 bản Hàn một sim đây ạ. Hôm nay nhà mình về được ba cây này luôn, thanh lý giá lợn chết cho bạn luôn nhá. Đấy, A5 2017 thì là bản Hàn một sim, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này, màn hình của nó mà là màn hình của nó là AMOLED nhá. Con này màn hình của nó là độ phân giải của nó là Full HD cộng nhá. Con này là Full HD cộng luôn. Đấy, A5 2017 bản Hàn Quốc đấy ạ. Đấy, tình trạng là chỉ là lưng tất cả đẹp nhá. Ba con này là lưng đẹp này. Đấy, lưng đẹp này. Đấy. Màn đẹp không ám. Ba con này lưng đẹp, màn đẹp không ám này. Đấy. Tình trạng là chỉ bị vỡ kính trên này thôi. Đấy, con này chỉ bị vỡ kính tí kính trên này thôi. Đây. Đây. Đấy. Đấy, chỉ bị vỡ kính đấy các bạn nhé. Mấy con này chỉ máy chỉ bị vỡ kính thôi. Đấy, các bạn nào nhà mình nhập sao thì mình nói chung là mình mua sao mình bán vậy luôn cho bạn. Thì vì đâm nhiều khi mình không sửa vào. Đấy, mình sao mình bán luôn cho bạn nhé. Ba con này thì mình sẽ thanh lý đồng giá cho bạn, giá là 1.400.000 nhé. Đấy, ba con này giá thanh lý cho bạn là 1.400.000 nhá. Rẻ hơn giá các bạn đi thay màn hình luôn. Đấy. Bây giờ các bạn đi thay màn hình con này cũng phải gần 2 triệu đồng rồi. Nhưng mình bán cả máy cho các bạn với giá là 1.400.000 một con các bạn nhá. A5 2017 đây các bạn mua về là 1.400.000 nhá. Mình sẽ thanh lý bạn giá lợn chết 1.400.000 các bạn nhá. Đấy. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ôm nào sản phẩm mình, các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì là mỗi tối mình sẽ live stream bán điện thoại cũ, thì các bạn là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và thì bây giờ cũng muộn rồi, và cũng là sắp đến Tết dương lịch rồi, thì chúc các bạn coi như là buổi tối ngủ ngon và Noel, nói chung Noel Giáng sinh này thì bên cạnh người thân thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.